Hello, nơi đây có một cái quầy để là cái sách biếu, có nghĩa là ai muốn lấy thì lấy để về học hoặc là làm ấy. Ở đây có những cái loại sách gì để coi coi. Đây, đọc để được tiền tiến đạo một cuốn này sách biếu nha. Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã Thích Tâm Hạnh hai cuốn. Muốn làm gì đây? Chưa hỏi thiền ba cuốn thơ. Xuân thiền bốn cuốn. Cái niệm nguyên nhân gây khó. Nhưng mà lấy gì đọc không? Lấy gì đâu? Đạo Phật và sao? Đây cuốn này hay nè, Đạo Phật và sao Việt Nam. Rồi. Này đó chưa? Điều từ cá nhân rồi, ok. Con lại Phật, con lấy con xin mấy cuốn về con đọc nha. Ok, nếu con không đọc thì gì cũng cho con gái nuôi con ra đọc. Ok. Đó. Ở đây có một cái quầy sách gọi như là ai muốn lấy sách về để đọc nghiền ngẫm để hiểu được cái đạo Phật là như thế nào thì rất là hay. Ok, mọi người. Đây.